nay đỡ quay đỡ không qua nay nay cũng có tụi nó hả, nay cũng có bọn con kia đỡ cực đúng không? Ủa, hôm nay con mấy đứa gái luôn hả? Không, 2 giờ con bé kia mới về thì mình sẽ đỡ cực. Ê, chưa ăn cơm xong á, em gặp bé phụ của chị chút nha. Biết làm sao không? Nó sẽ tỉa tóc cho em á. À nhá, chưa đây tỉa tóc của chị bé này nhá. Okay. Uống tăng lực đi, đó cái ly cái cho hút nó uống. Uống vô nó dễ sao? Bị đứng đúng không? Sướng. Nè, rót cái ly ở trong uống.